làm bông chanh bông tím. Thì bông cho voi chanh bông tím hiện tại thì nó cũng có nhiều loại á. Thì có một cái loại mà quý bà con bắt buộc chúng ta phải làm bông á, không làm bông thì nó không ra, hoặc là nó ra rất là ít nha quý bà con. Thì kỹ thuật làm bông thì một là quý bà con chúng ta sẽ tạo mầm, rồi chặn đọt, rồi tạo mầm, rồi xả lá. Còn hai là quý bà con chúng ta sẽ sử dụng cái 24D đó. Thì tùy theo kỹ thuật mỗi người mỗi làm ở đây thì Tâm cho tạo mầm rồi xong bắt đầu xả lá xong rồi đầu kích bông. Nhưng mà theo này thì nói chung nó xả lá cũng vừa thôi bà con, tại vì hiện tại cũng đang còn một số trái non nè đó. Thì 97 bà con chúng ta phải xả vừa thôi. Nhưng mà đây bà con thấy nếu mà bà con chúng ta tạo mầm đạt nó ra bông như thế này nè, rất là nhiều.